Trang fanpage có tên Tái chế quần jean hiện có hơn 10.000 lượt thích và hơn 52.000 người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Các sản phẩm thời trang ở đây được chị Bùi Thị Kim Ngân tận dụng nguyên liệu từ những chiếc quần jean cũ, được thiết kế độc đáo, sáng tạo. Mỗi sản phẩm lại được thiết kế theo một cách riêng. Hiện tại mình đang kinh doanh một cửa hàng tái chế quần jean. Bên mình sẽ chủ yếu sản xuất quần áo jean cũ thành túi xách và ba lô. Bây giờ mình có thể làm thêm các cái chất liệu như là da, lông và nói chung là các cái chất liệu từ quần áo cũ. Mình bắt đầu thì làm nhỏ lẻ từ những năm 2013-14, nhưng mà chính thức kinh doanh thì bắt đầu từ năm 2019. Những năm gần đây ấy, thì cái thời trang tái chế nó đã phổ biến hơn rất nhiều so với khi mình bắt đầu rồi. Cái điều đấy rất là một điều mình rất là vui ấy, bởi vì rằng là mọi người biết đến sản phẩm tái chế nhiều hơn thì cũng có thể sẽ biết đến bản thân mình tái chế quần jean nhiều hơn. Và cái điều mà quay vòng đời, tăng vòng đời cho một cái sản phẩm cũ, nhất là sản phẩm thời trang ấy, nó không chỉ ảnh hưởng tích cực đến môi trường đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái thói quen tiêu dùng nữa. Tức là các bạn trẻ bây giờ đã có ý thức hơn rất nhiều với việc là sử dụng thời trang một cách bền vững hơn. Những mặt hàng của chị Ngân không cố định theo khuôn mẫu, bởi mỗi chiếc quần khi được tái chế sẽ có hình dáng và điểm nhấn khác nhau. Đó cũng là lý do các phiên bản túi xách, ba lô của chị Ngân làm ra là phiên bản duy nhất, cũng là điểm độc đáo thu hút khách hàng. Mình thấy rằng là những cái sản phẩm này thì nó khá là có ý nghĩa và mình thấy là nó rất là có lợi cho môi trường ấy. Mình có những cái quần jean mà từ rất là lâu rồi và sau đấy thì sau một khoảng thời gian thì vì là lỗi mốt rồi thì là mình không thích nữa, thì là mình bỏ qua. Đấy, thế nhưng mà mình từ khi mà biết đến là có khi mà Ngân làm cái tái chế như thế này thì mình thấy rằng là mình có thể sử dụng những cái quần cũ đó của mình để mà mình có thể là làm thành những cái túi hoặc những cái đồ mà mình có thể sử dụng thêm nữa. Hạn chế rác thải thời trang bằng cách tái chế để những chiếc quần áo cũ tưởng chừng như vô ích có thể sống thêm vòng đời mới ý nghĩa hơn. Đó là thông điệp của chị Ngân và cũng là hành động mà chúng ta có thể làm để góp phần bảo vệ môi trường.